tác dụng ít được biết đến của rau răm. Rau răm là loại gia vị rất quen thuộc ở Việt Nam, Lào và Campuchia. Rau răm không chịu được hạn, ưa khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Rau răm có vài công dụng đặc biệt mà ít người biết đến. Rau răm thích ẩm, chịu nóng và có thể sống trong môi trường ngập nước. Rau dễ trồng đến mức tồn tại gần như hoang dại bởi có khả năng mập chồi gốc và chồi thân khỏe. Ít người biết, rau răm ra hoa kết quả hàng năm trên những cây không bị cắt, hái ngọn thường xuyên. Cành và lá rau răm vừa là rau quen thuộc, vừa là dược liệu quý. Loại rau răm tươi, thân đỏ hơi ngả tím hay được sử dụng để làm thuốc. Rau răm có vị cay nồng, mùi thơm hắc, tính ấm. Tác dụng của rau răm khi ăn sống thì ấm bụng, tiêu thực, sát trùng, tán hàn. Rau răm làm sáng mắt, ích trĩ, mạnh gân cốt. Ăn rau răm nhiều sinh nóng rét, giảm tinh khí, thương tổn đến tủy, suy yếu tình dục. Phụ nữ vào những ngày thấy tháng không nên ăn rau răm, dễ bị rong huyết. Người ta thường nói, các nhà tu hành trong các chùa thường sử dụng rau răm để giảm bớt ham muốn đời thường. Điều đó thực hư ra sao? Trước hết ta phải hiểu là rau răm không có độc. Nhưng nếu dùng rau răm thường xuyên, lượng rau răm nhiều sẽ làm giảm tình dục, giảm ham muốn cả đàn ông lẫn đàn bà. Kém cường dương, tráng khí, chân huyết sẽ khô đi, phụ nữ có thể trở nên vô kinh, mất chu kỳ kinh nguyệt. Do vậy, sử dụng rau răm để tránh những cơn bốc dương, an tâm tu hành để đắc đạo là chuyện hoàn toàn có thật, diễn ra từ lâu trong đời sống nhà chùa. Trong dân gian, người ta sử dụng rau răm để gây sảy thai cho những cô gái nhẹ dạ, lỡ dại mang thai ngoài ý muốn đối với những trường hợp chậm kinh trên dưới 1 tuần, 5 đến 9 ngày, đạt tỷ lệ 60-80%. Cách dùng đơn giản: 500g rau răm tươi, thân đỏ hơi ngả sang tím. Rau răm thân xanh trắng, không có tác dụng gây sảy thai. Chỉ lấy thân và lá non, bỏ rễ và lá già để ráo nước, giã, ép nát, vắt lấy nước được khoảng 250ml, uống một lần duy nhất vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nếu có kết quả thì ngay trong đêm đó hoặc sáng hôm sau, phôi thai tự trục ra ngoài. Rau răm còn là vị thuốc chữa đau bụng, đầy hơi, lạnh bụng, nôn mửa, say nắng, khát nước. Nước ép rau răm tươi có khả năng giải độc nọc rắn. Dùng ngòi có thể chữa hắc lào, ghẻ lửa, sâu quản và tê bại. Mỗi khi ăn trứng vịt lộn, chắc chắn bạn phải có rau răm làm gia vị cùng với mấy lát gừng và muối tiêu. Bạn có biết vì sao không? Vì thơm ngon, bổ dưỡng. Đúng vậy, tuy nhiên nó còn có lý do khác. Đó là sự cân bằng âm dương của thiên nhiên tạo ra những món ăn hoàn hảo. Trứng vịt lộn thì có tính hàn và đại bổ dưỡng. Rau răm, gừng và tiêu làm cho thức ăn ấm lại, chống được hậu quả lạnh bụng, đầy hơi và chậm tiêu hóa. Cuối cùng, lời dặn của thầy thuốc mà bạn cần lưu ý là khi có thai, không được ăn nhiều rau răm. Những người máu nóng, ốm gầy và phụ nữ đang hành kinh không được dùng rau răm. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mười loại cây cực độc ở Việt Nam có thể giết người trong nháy mắt, lá ngón chưa là gì. Đây là những loại cây, cỏ mọc tự nhiên quanh nhà nhưng lại có độc tố rất lớn, có thể giết người chỉ trong nháy mắt. 1. Cây xoan gây tử vong trong vòng 24 giờ sau khi ăn. Lá xoan được sử dụng như là một loại thuốc trừ sâu tự nhiên để bảo quản một số loại lương thực. Vì có độc tính, lá xoan, trái xoan đều không thể ăn được. Những độc tố có trong cây xoan gây ngộ độc thần kinh, chứa tentronol, tinturben và các loại nhựa chưa xác định. Hàm lượng cao nhất chứa trong quả. Các triệu chứng ngộ độc đầu tiên xuất hiện chỉ vài giờ sau khi ăn phải, bao gồm mất vị giác, nôn mửa, táo bón hoặc tiêu chảy, phân có máu, tổn thương dạ dày, xung huyết phổi, trụy tim, v.v. Tử vong có thể xảy ra sau khoảng 24 giờ. 2. Lá ngón có thể chết ngay tức thì. Đây là loại lá có độc tính rất cao, ăn vào có thể chết ngay tức thì.
độc tính của lá ngón là do các alkaloid chứa trong toàn bộ cây. Trật tự độc giảm dần từ rễ, lá, hoa, quả và thân cây. Đây được coi là một trong 4 loại cây có độc tính hàng cao nhất, chỉ cần ăn 3 lá là đủ chết người. Người bị ngộ độc lá ngón có các triệu chứng khát nước, đau họng, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, vân vân. Sau đó bị mỏi cơ, thân nhiệt hạ, huyết áp hạ, răng cắn chặt, sùi bọt mép, đau bụng dữ dội, tim đập yếu, khó thở, đồng tử giãn và chết rất nhanh do ngừng hô hấp. 3. Mã tiền gây tê liệt cơ hô hấp dẫn đến tử vong. Với hình dạng rất giống quả cam, quả mã tiền là một loại quả chứa độc dược cực mạnh. Hạt của chúng chứa nhiều alkaloid, chất độc có khả năng gây co quắp toàn thân và tê liệt cơ hô hấp, gây ngạt thở dẫn đến tử vong. Người ta thường dùng quả mã tiền để diệt chuột, nhưng chúng cũng đã từng gây nên nhiều vụ ngộ độc chết người do dùng mã tiền ngâm rượu. 4. Cây phụ tử. Cây phụ tử còn gọi là cây xuất gia vì có đầu hoa giống như đầu nhà tu hành. Cây chứa độc tố aconitin gây nguy hiểm cho những ai ăn phải, thậm chí là va vào nó. Người bị ngộ độc thường có triệu chứng tiết nhiều nước bọt, nôn mửa, tiêu chảy, cảm giác ngứa ran trong da, huyết áp và tim bất thường, hôn mê và đôi khi tử vong. 5. Cây trúc đào. Cây trúc đào chứa độc tố trên toàn thân, gồm hai loại độc tố mạnh nhất ảnh hưởng đến tim người là elidin và nirini, gây tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng dữ dội, buồn ngủ, chóng mặt, nhịp tim bất thường và thường tử vong. Trên thực tế, chỉ đơn giản, ăn mật ong do hút ong từ mật hoa trúc đào cũng có thể bị ngộ độc. 6. Cây xui, độc tố khủng khiếp nhất ở Việt Nam. Cây xui, hay còn gọi là cây thuốc bắn, là loại cây độc tố khủng khiếp nhất ở Việt Nam. Khi nhựa cây ngấm vào người thì bất kỳ loại động vật nào cũng gặp tử thần nhanh nhất. Nhựa dính vào mắt sẽ gây mù lòa. 7. Cây củ chi. Loài thực vật nguy hiểm này có thể giết chết người, một thời mọc tràn lan ở vùng đất nằm phía Tây Bắc, Sài Gòn. Loại này có độc tính cao, được xếp vào loại độc dược hạng A, độc tính của cây củ chi xếp vào hàng đầu, không thuốc nào giải độc được. Thân, lá, rễ, quả, hạt, cái nào cũng độc, ăn vào một chút xíu là cứng lưỡi, cứng người, chết ngay tức khắc. 8. Thơ mũi. Tên khoa học là Lantana spp. Quả có chất độc, hạt gây bỏng rát đường ruột, giãn cơ, rối loạn tuần hoàn máu và có thể dẫn đến tử vong. 9. Cà độc dược. Một số loại cà kiển, hoa lưu ly thuộc họ cà, tiếp xúc qua da với bất kỳ vị trí nào trên cây đều có thể gây nổi mẩn đỏ, ngứa, chóng mặt, nhức đầu, thấy ảo giác, hôn mê và có thể gây mù mắt hoặc tử vong. Cũng chính nhờ độc chất có trong hoa, lá, thân cây mà cà độc dược còn được dùng làm thuốc. Nếu dùng với liều khống chế, có thể chữa ho hen, say nóng, trị mụn nhọt. 10. Đỗ quyên. Tất cả các bộ phận của cây đều có chất độc. Người bị ngộ độc do loại cây này thường có triệu chứng buồn nôn, chảy nước dãi, ói mửa, ỉ ỏi, chóng mặt, khó thở, mất cân bằng. Một lượng 100-225g lá đỗ quyên đủ để gây ngộ độc nặng cho trẻ em 25kg. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Trái cây rẻ tiền trong vườn Việt được đông y coi là quả sát thủ tiêu diệt tế bào ung thư. Đây là một loại quả có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư nhờ một thành phần dinh dưỡng đặc biệt. Rất tiếc, nhiều người chưa biết để cho vào thực đơn phòng ung thư của gia đình mình. Ớt chuông xanh được xem là sát thủ tiêu diệt tế bào ung thư. Ớt xanh hay còn gọi là ớt chuông xanh, ớt ngọt và nhiều tên gọi khác ở các vùng miền khác nhau. Theo đông y, đây là trái cây thực phẩm có lượng vitamin C gấp 7 đến 15 lần so với cà chua và các loại cây có trái siêu vitamin C đứng đầu tiên trong nhóm rau củ quả xanh. Hương vị độc đáo của ớt chuông
kích thích sự bài tiết nước bọt. Hạt ớt chứa các chất dinh dưỡng có thể làm tăng sự thèm ăn, giúp tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Do đó, ớt xanh trở thành một món ăn rất đáng được chế biến, phổ biến trên bàn ăn của mỗi gia đình. Thịt quả ớt xanh rất dày và giòn và hàm lượng vitamin C phong phú như vậy, trong khi hàm lượng nước là khoảng 93,9%, carbohydrate khoảng 3,8% và quả ớt chuông chín đỏ chứa lượng vitamin C lên đến 460mg. Món ớt chuông có thể được chế biến thành các món ăn đa dạng như trộn với thức ăn lạnh, chiên, xào, nấu chín, nhồi, ngâm chua và chế biến để làm thành món kẹo trái cây. Đây cũng là loại quả được Đông y coi là sát thủ tiêu diệt tế bào ung thư nhờ một chất dinh dưỡng đặc biệt trong đó. Công dụng nổi bật của ớt xanh. 1. Phòng chống ung thư. Trong quả ớt chuông có chứa thành phần hoạt chất capsaicin được xem như là một chất chống oxy hóa, ngăn ngừa sự chuyển hóa của các tế bào, qua đó chấm dứt quá trình tế bào phân chia và chuyển hóa trong quá trình ung thư phát triển ở các mô, giảm tỷ lệ phát triển của các tế bào ung thư. 2. Hạ sốt, giảm đau. Theo Đông y, ớt chuông có vị cay và nóng ấm, có thể khiến cho nhiệt độ cơ thể giảm xuống bằng cách đổ mồ hôi, đồng thời có thể làm giảm đau cơ bắp và do đó có tác dụng chống viêm, giải nhiệt mạnh mẽ. 3. Tăng sự thèm ăn, kích thích tiêu hóa. Trong các thành phần của ớt chuông chứa một lượng lớn vị cay nồng và hương vị đặc trưng của ớt có thể kích thích sự bài tiết của nước bột và dịch vị, làm tăng sự thèm ăn, thúc đẩy nhu động ruột, giúp tiêu hóa thuận lợi và hiệu quả hơn. 4. Giảm béo, giảm mỡ máu. Chúng ta đều biết rằng ớt chuông xanh có chứa chất capsaicin có thể thúc đẩy sự trao đổi chất béo, ngăn ngừa tích tụ mỡ trong cơ thể, rất có lợi cho những người muốn duy trì chế độ ăn, uống thuốc hạ lipid máu và phòng chống bệnh tật do cơ thể thừa chất béo gây ra. 5. Phòng ngừa và điều trị bệnh máu xấu. Ớt chuông xanh rất giàu vitamin C, vitamin K, có thể ngăn ngừa bệnh thiếu máu hoặc máu xấu, điều trị bổ trợ chứng chảy máu nướu răng, thiếu máu, dễ vỡ mạch máu. 6. Loại bỏ lạnh và ẩm ướt. Có nhiều người thường cảm thấy rằng sau khi ăn một ít ớt xanh thì có vẻ như tim đập nhanh hơn, mạch máu trên da giãn ra. Vì vậy, y học Trung Quốc có cùng quan điểm như vậy khi cho rằng ớt chuông xanh có tác dụng ôn trung hạ khí, tản hàn, trừ ẩm. Điều đó có nghĩa là ăn ớt sẽ giúp cơ thể loại bỏ bớt sự nhiễm lạnh, dư thừa ẩm ướt trong các cơ quan cơ thể, giúp bạn có cảm giác nhẹ nhõm hơn. Những lưu ý khi sử dụng ớt xanh. 1. Ớt chuông xanh rất giàu vitamin C. Khi chế biến các món ăn, bạn nên chú ý làm chủ nhiệt độ. Tốt nhất là bạn nên dùng phương pháp nấu nhanh với lửa to, thời gian chế biến không quá lâu để không làm thất thoát quá nhiều vitamin C. 2. Bệnh nhân bị các bệnh về mắt, viêm thực quản, dạ dày, viêm loét dạ dày, trĩ thì nên hạn chế hoặc không ăn món này. Ngoài ra, bệnh nhân bị bệnh bốc lửa hoặc tăng huyết áp, bệnh lao cũng không nên ăn. 3. Bệnh nhân bị viêm thận không nên ăn ớt. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai bị mồ hôi tay, chân, làm theo cách đơn giản này là khỏi tiệt, chính em đã khỏi rồi. Những người bị chứng ra mồ hôi ở tay, chân gặp rất nhiều bất tiện, khó khăn trong khi làm việc, sinh hoạt hàng ngày, thậm chí là mất tự tin trong giao tiếp. Em năm nay 28 tuổi, bị chứng bệnh này từ nhỏ, càng lớn càng ra mồ hôi nhiều hơn. Em đã thử khá nhiều cách chữa mồ hôi tay chân nhưng chỉ có hiệu quả tạm thời, đến mùa nóng lại bị tái phát. Trước thì chỉ ra mồ hôi ở tay với chân, đến khi dậy thì em bị cả mồ hôi nết. Tuy không có mùi nhưng nó làm em vô cùng mặc cảm, cản trở trong sinh hoạt hàng ngày và cả trong giao tiếp nữa. Những ngày trời nôm ẩm và mùa hè nóng nực tới là chân tay em lại như gặp thời, lúc nào cũng ướt đẫm, cảm giác vô cùng khó chịu, tự ti và mặc cảm. Có một hôm, mẹ hỏi cho em được một mẹo chữa dân gian. Em khá đa nghi về mấy biện pháp khá đơn giản
mà không hề tốn kém, nhưng vẫn cố thử xem sao. Kết quả thật bất ngờ các chị ạ. Em đã chăm chỉ thử suốt mùa đông và một tháng ngày tiết trời nôn ẩm. Thế này mà tay chân em lại không còn ra mồ hôi nữa. Nay em chia sẻ lên đây, các chị hay gia đình có người đang tìm cách chữa mồ hôi tay chân thì tham khảo xem sao nhé. Nguyên liệu: thật nhiều lá lốt, nhổ cây lá lốt lấy cả rễ, cắt bỏ phần ngọn, rửa thật sạch rễ. Muối trắng. Cách làm: lá lốt kèm rễ, đem phơi cho tái đi, cắt thành từng khúc dài 10cm, tách để riêng phần lá, thân và rễ, rồi đem xào vàng, trên chảo từng phần một. Cũng có thể xào chung, nhưng cho rễ vào xào trước, rồi đến thân và cuối cùng là lá. Cho đến khi cả mẻ ngả màu vàng sẫm là được, có mùi thơm, không bị cháy đen. Để lá nguội, rồi trải trên nền đất sạch, đậy bằng vải kín tránh bụi bẩn. Sau 2 ngày, lấy lá lốt cho vào lọ kín hoặc túi ni lông, bảo quản dùng dần. Mỗi ngày, các chị lấy một nắm lá lốt khoảng 30g cho vào 500ml nước cùng một chút nước muối trắng rồi đun sôi trong 15 phút. Sau đó chắc lấy nước bỏ bã đi. Uống cả ngày như uống nước chè, mỗi ngày một ấm. Uống liên tục trong vòng 7 ngày. Sau khi ngừng uống 4 đến 5 ngày, tiếp tục uống thêm một tuần nữa. Kiên trì uống 6 tháng liên tiếp, bệnh sẽ hết hoàn toàn. Trong trường hợp bệnh nặng bẩm sinh thì nhất định phải kết hợp thêm 2 bước nữa để cách chữa mồ hôi tay chân bằng lá lốt và muối hiệu quả hơn nhé. 1. Làm nước ngâm tay chân. Rửa sạch và cắt nhỏ 30g lá lốt tươi, cho lá lốt vừa cắt vào nồi cùng 1 lít nước sạch. Đun sôi, cho thêm ít muối vào nồi, chờ nước ấm, sau đó ngâm tay và ngâm chân vào. Làm thường xuyên mỗi ngày một lần trước khi đi ngủ. Mỗi lần ngâm từ 10 đến 15 phút. 2. Xông hơi. Dùng lá lốt cắt cả cây, cây già một chút thì tốt hơn. Lấy cả phần rễ trên mặt đất, đem về rửa sạch. Lấy khoảng 100g lá lốt, cắt nhỏ, rồi cho vào 1 lít nước cùng một chút muối đun sôi khoảng 15 phút. Sau khi nước sôi, bắt nồi xuống, để một tấm khăn xô lên trên nồi đã mở nắp rồi xông hơi nóng lần lượt từ tay đến chân. Xong cho đến khi nước trong nồi nguội bớt thì ngâm chân tay vào nồi nước ấm đó. Mỗi lần một lần trong khoảng 30 phút. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.